Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cập nhật từ 18 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận 604 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 2 ca so với ngày 21 tháng 11. Phân theo yếu tố dịch tễ, test dương sàng lọc 589 ca, cách ly tập trung 15 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh 34 ca, thị xã Trảng Bàng 174 ca, trong đó với An Hòa 6 ca, An Tịnh 31 ca, Đông Thuận 16 ca, Gia Bình 3 ca, Gia Lộc 43 ca, Hưng Thuận 8 ca, Phường Trảng Bàng 47 ca, Phước Bình 20 ca, huyện Gò Dầu 111 ca trong đó Bao Đồn 2 ca, Cẩm Giang 7 ca, Hiệp Thạnh 26 ca, Phước Đông 4 ca, Phước Trạch 7 ca, Thạnh Đức 30 ca, Thanh Phước 17 ca, Thị trấn Gò Dầu 18 ca, Quyện Châu Thành 103 ca, trong đó An Bình 7 ca, An Cơ 8 ca, Biên Giới 1 ca, Đông Khởi 1 ca, Hảo Đức 8 ca, Hòa Hội 1 ca, Hòa Thạnh 2 ca. Long Vĩnh 7 ca, Phước Vinh 3 ca, Thái Bình 31 ca, Thanh Điền 13 ca, Thành Long 2 ca, Trí Bình 19 ca, Quyện Tân Biên 70 ca. Trong đó, Hòa Hiệp 3 ca, Mỏ Công 13 ca, Tân Bình 1 ca, Tân Lập 8 ca, Tân Phong 10 ca, Thạnh Bắc 1 ca, Thạnh Bình 19 ca, Thạnh Tây 5 ca, Thị trấn Tân Biên 6 ca, Trà Vong 4 ca, Thị xã Hòa Thành 41 ca. Trong đó, Hiệp Tân 13 ca, Phường Long Hoa 3 ca, Long Thành Bắc 9 ca, Long Thành Trung 3 ca, Trường Hòa 11 ca, Trường Tây 2 ca, huyện Dương Minh Châu 28 ca, trong đó Bảo Năng 10 ca, Bến Củi 3 ca, Phước Minh 1 ca, Phước Ninh 5 ca, Suối Đá 1 ca, Trung Mít 8 ca, huyện Bến Cầu 18 ca, trong đó Lợi Thuận 6 ca, Long Chữ 3 ca. Long Khánh 2 ca, Long Thuận 5 ca, thị trấn Bến Cầu 2 ca, thành phố Tây Ninh 14 ca, trong đó Bình Minh 4 ca, Ninh Thạnh 1 ca, phường 2 2 ca, phường 4 5 ca, Tân Bình 2 ca, huyện Tân Châu 11 ca, trong đó Suối Ngô 1 ca, Tân Hiệp 3 ca, Tân Hòa 2 ca, Tân Hưng 1 ca, Tân Thành 4 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, Tổng số bệnh nhân COVID-19 là 22.835 ca, đang điều trị 9.166 ca, đã điều trị khỏi và xuất viện 14.057 ca, trong đó ngày 22 tháng 11 là 41 ca, tử vong 216 ca, trong đó ngày 22 tháng 11, 2 ca. Vùng phong tỏa, tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2021, tỉnh đã thiết 1.125 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 300 vùng đã kết thúc phong tỏa 825 vùng, tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.762 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 12.533 người. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Trong ngày 22 tháng 11, các địa phương chi hỗ trợ 6.666 người với số tiền 11.009.860.000 đồng từ khi thực hiện chính sách đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 132.999 người với số tiền 202.265.260.000 đồng theo nghị quyết 116 của chính phủ. Tổng số chi hỗ trợ đến ngày 22 tháng 11 năm 2021 là 201.202 người với số tiền 463.452.900.000 đồng. Quý vị hãy quét mã QR gốc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.